Rồi điện thoại Trung Quốc thì tẩy chay hàng Trung Quốc, nói chung là không bao giờ dùng hàng Trung Quốc hiểu không? Lắp ráp tại Trung Quốc. À mà thôi. Như chúng ta đã biết thì những sản phẩm điện thoại thông minh đến từ thị trường Trung Quốc từ lâu đã luôn bị gây tranh cãi về những vấn đề như là bị cài cắm phần mềm độc hại này, hay là theo dõi người dùng bất hợp pháp, thiết kế ăn theo các thương hiệu toàn cầu nổi tiếng và thiếu đầu tư về tối ưu sử dụng, vân vân. Nhưng không thể phủ nhận rằng những chiếc điện thoại đến từ xứ sở cấu trúc vẫn có được một lượng người dùng khổng lồ nhờ vào cái mức giá rẻ đến bất thường của nó so với mặt bằng chung. Phần cứng bao gồm các linh kiện xử lý cao cấp này, biết tận dụng nhiều xu hướng công nghệ di động mới cùng với chính sách quảng cáo khá là khôn ngoan. Bên cạnh đó thì số lượng các nhà sản xuất di động Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận phân khúc điện thoại cao cấp ngày càng nhiều hơn, nên việc lựa chọn một mẫu điện thoại đến từ Trung Quốc đang là đích đến của rất nhiều người sử dụng di động. Và sau đây sẽ là tổng hợp của TechMark về 5 mẫu điện thoại đến từ Trung Quốc được đánh giá là tốt nhất trong nửa đầu năm 2017 vừa qua. Đầu tiên đó là OnePlus 5. Đây chắc chắn là chiếc OnePlus đắt nhất từ được sản xuất, nhưng ít ra đây vẫn là chiếc điện thoại được tích hợp con chip Snapdragon 835 có giá rất rẻ, ít nhất là khi so với các thương hiệu nổi tiếng ngoài Trung Quốc như là Samsung, Sony hay thậm chí là cả Bphone Go vừa lộ diện chẳng hạn. Chiếc điện thoại mới của OnePlus được nhà sản xuất thực hiện một bước lột xác hoàn toàn khi đây là lần đầu tiên họ tập trung một cách nghiêm túc vào tính năng camera của máy, dù rằng sau đó đã bị dính phốt quảng cáo sai sự thật về khả năng zoom quang học lẫn gian lận về điểm benchmark sản phẩm. Dù sao thì gạt bỏ đi nhiều điểm hạn chế về phần cứng, thiết kế thì nếu bạn đang mong muốn một hiệu năng mạnh mẽ bậc nhất thị trường di động hiện nay cùng camera đủ tốt trong một mức giá vừa phải mà ít quan tâm đến thương hiệu thì chắc chắn OnePlus 5 sẽ là một ứng cử viên sáng giá nhất trong danh sách lựa chọn của bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có bộ đôi Huawei P10 và P10 Plus được xem như là phiên bản kế nhiệm cho thế hệ P9 và P9 Cộng đã đem lại thành công tương đối với công ty Trung Quốc với hơn 10 triệu máy được bán ra. So với người tiền nhiệm thì bộ đôi P10 và P10 Plus tiếp tục kế thừa được những đặc điểm đã làm nên thương hiệu của dòng sản phẩm này như là hệ thống camera kép với chứng chỉ của Leica gồm một ống kính màu và một ống kính đơn sắc đã được nâng cấp về độ phân giải. Các cải tiến đáng kể khác bao gồm việc nâng độ phân giải màn hình từ Full HD lên 2K cùng khả năng chống nước. Hai tính năng này chỉ có trên chiếc P10 Plus mà thôi. Thiết kế thì cũng được trau chuốt nhiều hơn, mềm mại hơn, cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc hơn. Phần cứng thì dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng có một điều khá đáng tiếc là tại nước ta thì Huawei P10 lại không gây được sự chú ý về mặt truyền thông bởi những quả bom tấn quá lớn khác đè bẹp như là Samsung Galaxy S8 hay là Sony XZ Premium. Qua đó thì khiến cho thiết bị không được bày bán chính thức tại Việt Nam, trong khi người tiền nhiệm là P9 thì đã từng làm được điều này. Tiếp theo chúng ta có cái tên ZTE Nubia Z17. Đây là chiếc điện thoại xứng tầm flagship cao cấp nhất mà một công ty Trung Quốc ra mắt trong năm nay, ít nhất là về mặt thông số kỹ thuật và cả tính năng đi kèm. Nubia Z17 là chiếc điện thoại chủ lực của ZTE và được định hướng đến các thị trường phương Tây. Chiếc flagship mới nhất của đại gia viễn thông Trung Quốc này còn là một trong những mẫu Android đầu tiên được trang bị dung lượng RAM lên đến 8GB, đem đến khả năng đa nhiệm tuyệt vời, mượt mà và gần như không bao giờ gặp phải tình trạng lốt lại ứng dụng. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý khác của thiết bị này bao gồm vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835, camera kép 23MP và 13MP cho phép zoom quang học 2x giống như iPhone 7 Plus cùng camera trước 16MP, hệ điều hành Android 7.1.1 Nougat với giao diện Nubia UI 5. Về giá bán thì chiếc Nubia Z17 sẽ có giá khởi điểm từ $411, tức là khoảng 9 triệu đồng cho bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, cho đến $582, tức là khoảng 13 triệu đồng cho bản RAM 8GB với bộ nhớ trong 128GB. Với mức giá được đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với nhiều flagship đã giúp cho chiếc Z17 cháy hàng ngay lập tức chỉ sau vài tuần, vài phút mở bán. Và nói đến điện thoại tốt giá rẻ đến từ Trung Quốc mà bỏ quên Xiaomi thì quả là một tội lỗi rất lớn. Chúng ta sẽ có Xiaomi Mi 6, chiếc flagship mới nhất của Xiaomi, xứng đáng được coi như một người kế thừa hoàn hảo cho người tiền nhiệm Mi 5 đã tương đối thành công trước đó và được coi như là một lựa chọn điện thoại có phần cứng cao cấp nhất hiếm hoi còn sót lại trong tầm giá $400 mà TechMark đã từng chia sẻ trong một video gần đây. Các thông số kỹ thuật trên thiết bị là thực sự tốt và không có gì nghi ngờ khi chiếc điện thoại này sẽ đem đến một sức mạnh bậc nhất trong làng công nghệ di động năm nay với bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR4X mới nhất, vi xử lý Snapdragon 835 cùng bộ nhớ trong dồi dào tùy chọn tới 128GB, cụm camera kép 12MP trên thiết bị được đánh giá thực sự tốt và đem đến chất lượng ảnh đáng kinh ngạc, ít nhất là trong tầm giá này. Xiaomi Mi 6 cũng là chiếc điện thoại cao cấp của Trung Quốc hiếm hoi gây nên một cơn sốt tại thị trường nước ta trong thời gian trở lại đây. Thậm chí còn có người dùng hâm mộ chiếc điện thoại này đến mức biến nó trở thành độc nhất vô nhị với mặt lưng trong suốt hoàn toàn mới kinh. Và cái tên cuối cùng trong danh sách của chúng ta đó chính là chiếc Huawei Honor 9.
Honor 9 có thể coi như là một phiên bản giá rẻ hơn của chiếc flagship P10 được Huawei định hình với thương hiệu riêng và hướng đến các thị trường phương Tây. Với việc trang bị một mức giá rẻ hơn nhưng chất lượng và phần cứng đều tương đồng thì chắc chắn là chiếc điện thoại danh dự mới nhất của Huawei cũng được giới phê bình đánh giá rất cao, thậm chí xứng đáng là một trong những smartphone tốt nhất từ Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Trong đó thì điểm được đánh giá cao nhất trên mẫu Honor 9 chính là ở thiết kế được chăm chút, chất lượng gia công cao cấp cùng với lớp vỏ kim loại kết hợp kính bóng loáng, thu hút mọi ánh nhìn luôn. Tuy nhiên thì tại thị trường nước ta sẽ tương đối khó để bạn có thể sở hữu được chiếc điện thoại này. Và vừa rồi là tổng hợp của TechMag về 5 mẫu smartphone Trung Quốc tốt nhất bạn có thể mua từ đầu năm 2017 đến nay. Bạn có lựa chọn một trong những chiếc điện thoại nào trong danh sách này hay không? Hay bạn muốn đề xuất một chiếc điện thoại nào tốt hơn, rẻ hơn và cũng trong khoảng từ nửa năm đầu và cũng đến từ Trung Quốc? Hãy cùng chia sẻ với TechMag bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.